Giữ tầm 1-2 giây gì đó. Không bước. Anh làm cái gì vậy? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tấm Phúc Tài. Hôm nay mình 20 tuổi, đây là bạn gái của mình. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Hà Mễ Tiên, năm nay mình 20 tuổi. À, tụi mình đã quen nhau được gần 1 năm. Chân mày là cái thứ quan trọng nhất đối với mình. Mà bây giờ mình phải giao chân mày lại cho ông này. Bây giờ đánh nhau không? Hồi nãy em sẽ tư vấn sơ sơ cho anh. Giáng sinh là màu trắng với màu đỏ là tông chủ đạo, anh hiểu không? Đợi đó. Nhà này giống con cầu độc nha. Thôi được rồi, anh kể cho mày lẹ lẹ đi. Ủa quay quay quay. Có cái tỷ lệ vàng. Đo mà dễ chất bước đi. Nè, anh trắng cái gì vậy? Anh không có dễ. Giận anh luôn. Anh không có dễ, tin anh chứ. Rồi. Để im đi. Em có cảm giác là nó gần bằng cái thước kẻ rồi đó. Sao anh dễ đầu chân mày động vậy? Không, tí tán là vừa, tí tán là vừa. Im. Sao tôi trời mắt rồi. Nó vừa. Ok, giờ tới cái bữa nào chân mày khỏi lo rồi đó. Là tán 14 cái hay sao? Ủa, anh nhắm vô chưa? Rồi được rồi. Tán lên đi, thôi lấy cái này dậm đi cho dễ nha. Em gì dậm dậm. Em lão hóa mất anh ơi. Vừa vừa đẹp. Ok. Lấy cái màu này. Xong hồi nữa anh sẽ nhấn luôn màu đỏ này. Ok ok. Đây ạ. Đẹp chưa? Một góc ở đây nè. Cái đôi mắt này vô trong một tí xíu. 1/3 thôi, 1/2 mắt thôi. Mí của cái mí nó nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng, sương sương. Đánh ở trong. Đừng có đánh vô tấm mũi. Biết rồi, không có dính xuống mũi. Ơ, sao anh chụp hồi nào vậy? Anh biết cậu mà, anh học đó rồi. Anh có đớm rồi anh ơi. Sao anh sợ đẹp. Sao đẹp vừa đều đấy. Đưa mắt. Thích thôi đúng không? Để biết sao mà mấy lần em mới cướp anh, anh giờ em biết hết. Em nghĩ là no. Đi chơi Halloween đi. Đừng có Giáng sinh nữa. Giáng sinh vậy em mới nổi bật chứ. Ông bà nói, ông giờ nói em mới phát quà cho em. Trời đất ơi. Trời. Tán, anh tán. Má. Trời đất ơi. Trời ơi. Rớt cái nón đi. Đừng kẻ dưới chơi nè. Kẻ sát. À, kẻ được chơi đúng không? Đúng rồi. Okay. Thế nào? Lông mi một đường, eyeliner một đường. Đúng rồi, đẹp. Nắm tay hoặc là ôm hoặc là nhìn nhau. Nè, anh nhìn vô cái mặt em này màu da. À được. Môi đi, tại vì trời đất ơi, sợ quá. Tại vì nghe nói nó cũng có một cái con đường mà trang trí cây thông đèn đuốc rất là đẹp. Mà mình cũng tính Giáng sinh mình xuống dưới mình sẽ đi dạo và ngắm biển. Mình đi dạo Sài Gòn đi rồi mình xuống Vũng Tàu đi. Không, em muốn đi liền. Đi liền. Em không muốn dạo. Anh giữ tầm 1-2 giây gì đó rồi. Dính rồi đó, dính rồi đó. Không bớt. Bớt ra. Em ướt. Đây chú Mai Kà được nhất đó. Ui, nó dính vào mũi. Mũi. Em thấy được nè. Đáng hay đúng không? Ôi, sao màu nào ta? Màu đỏ. Sao màu nốt à?
Em anh còn ngoắc lên gì à? Ngoắc lắm, sức lực em nó điêu luyện lắm. Ngoắc có cái viện. Anh làm cái gì nhớ? Cái viện cái gửi cho đẹp hề luôn á, anh hề xuất sắc luôn á tụi ơi. Chim cái đó chim cái đó để em phô dáng trước đã, em tự tin là anh make up đẹp không có đó không? Em biết ngay là chân mày nó xuống tới không có chết rồi. Không được. Em chấm âm 10 điểm. Âm 10 điểm. Kiểu như là khá là thích thú. Tại vì mình được tự make up cho người của mình. Và đây cũng là lần cuối cùng mình chấm mình make up cho cô ấy. Lúc này cũng tươi cười á, anh thích em như vậy, hiểu không? Lúc này cũng phải tươi cười cho. Còn ước không? Còn ước. À, được.